Xin chào toàn thể quý vị khán giả thân yêu của bóng đá phong trào thủ đô, và chúng ta đã cùng có hẹn vào buổi chiều nay trên sân bóng Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao Quận Hoàng Mai để cùng theo dõi lượt trận vòng đấu thứ tư giải bóng đá vô địch thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2021. Tiếp tục theo dõi những trận đấu mãn nhãn của giải bóng đá Hà Nội Serie A 2021. Và trước mặt chúng ta sẽ là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng Gia Việt cùng với DTS. Những không khí rất sôi động trên sân bóng Hoàng Mai buổi chiều ngày hôm nay đang hứa hẹn với những trận cầu hấp dẫn. Và như vậy, một trận đấu giữa DTS và Gia Việt đã được bắt đầu. Và chúng ta sẽ cùng điểm nhanh qua đội hình xuất phát của hai đội bóng trong trận đấu ngày hôm nay. Số 23 Đào Văn Huấn cao thủ, số 8 Vũ Đình Đức mang băng đội trưởng, số 9 Trần Trung Hiếu, số 19 Phạm Thanh Hiếu, số 21 Đồng Xuân Đình, số 22 Nguyễn Mạnh Thắng. Và cầu thủ mang số 24 Nguyễn Phúc Thành. Khi mà tôi còn đang nhắc về đội hình xuất phát của DTS thì bất ngờ họ đã có bàn vượt lên dẫn trước. Bàn thắng được ghi ở giây thứ 24 của trận đấu ngày hôm nay. Quá nhanh chóng, bàn thắng có thể được coi là nhanh nhất tại Hà Nội Serie A 2021. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống bóng này. Cú dứt điểm rất căng, dường như đưa người ra chân, đó là Hiếu Hino. Việt Phương Đông trong trận cầu mà họ đã để thua ở những phút cuối cùng, nguy hiểm, và như vậy tiếp tục có bàn thắng. 2-0, 2-0 dành cho DTS. Người ghi bàn vừa rồi đó là đội trưởng Đức Bỉ. Trong ngày mà Phương Bờ Tu không thể góp mặt vì án phạt thì DTS đang chơi cực kỳ thăng hoa. Hai bàn thắng đến với họ từ rất sớm, chỉ 3 phút. 3 phút là khoảng thời gian mà DTS có được liên tiếp hai bàn thắng. Vẫn là tình huống thi đấu không thực sự an toàn của thủ thành Đức Dương. Hiếu Chuột phá về rất hay nhưng đã không thể đưa bóng tới vị trí của đồng đội, nguy hiểm. Ở vòng đấu trước thì DTS cũng đã giành chiến thắng với tỷ số 4-1 trước Nguyễn Trãi. Còn Gia Việt thì đã để thua trước Việt Phương Đông với tỷ số là 1-0. Cơ hội, tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 dành cho Gia Việt. Bàn thắng rất quan trọng dành cho đoàn quân của huấn luyện viên ông bầu Việt Quảng Ninh. Người ghi bàn tiếp tục là Khánh Chìm. Một pha tấn công đơn giản mà Gia Việt đã thực hiện. Hàng phòng ngự của DTS đã lùi về quá sâu và đã không có bất cứ một cầu thủ nào bên phía đội bóng áo vàng theo kèm đối với Khánh Chìm. Pha băng lên của Khánh Chìm là cực kỳ hợp lý và tốc độ. Công Huấn trả ngược, không thể đưa ra tình huống dứt điểm cuối cùng. Nhật Nakata vẫn còn dứt điểm. Phản xạ xuất thần của Huấn Phút San đã cứu thua cho DTS trong tình huống vừa rồi. Thì trước đây thì cầu thủ này đã khoác áo câu lạc bộ BIDV Quang Trung. Lên bóng dành cho DTS, Mạnh Thắng căng hàng không được và đưa bóng vào trong không thành công. Khánh Chìm dứt điểm không được. Tình huống hơi chần chừ trong pha phối hợp của cầu thủ Gia Việt. Luồng live stream với chất lượng rất cao trên fanpage của Kết Nối Bóng Đá. Cơ hội dành cho cầu thủ Gia Việt không được. Đức Bì đã lùi về rất nhanh để bọc lót cho đồng đội trong tình huống vừa rồi. Và ông cũng đã cầm còi rất nhiều những trận cầu đấu đỉnh cao của bóng đá phong trào thủ đô. Lên bóng dành cho Gia Việt, Khánh Chìm trả ngược, Ngọc Verratti. Sẽ có quả phạt góc. Ngọc Verratti. Xin lỗi, đó tình huống đá phạt góc của Khánh Chìm. Nhưng sau đó cú ra chân của Huấn Người Sắt là không thực sự được như ý. Công Huấn. Tình huống đưa bóng đi ở tầm thấp đã không thành công. Cơ hội dứt điểm này. Cú sút của Ngọc Verratti. Đến số 10 của Gia Việt vẫn chưa thể có được một cảm giác bóng tốt nhất. Nhưng bây giờ tiếp tục là cơ hội dành cho DTS, không vào. Cú dứt điểm là của Đức Bỉ. Đoàn Koscielny. Nguy hiểm, đánh đầu, không vào. Cú đánh đầu đầu tiên của Kiên Cua Càng trong trận đấu. Pha bật rất cao của số 95. Tình huống treo bóng của Công Huấn là rất có cảm giác. Không được. Đoàn Koscielny không có lỗi và cơ hội dành cho DTS. Hiếu Chuột dứt điểm không vào. Hơi chậm trong tình huống vừa rồi. Nhịp xử lý của Hiếu Chuột đã khiến cho cơ hội trước khung thành của Gia Việt bị bỏ lỡ. Và sau cú dứt điểm vừa rồi thì số 19 của DTS đã bị đau. Tình huống đẩy bóng sang ngang hơi dài khiến cho góc sút của Hiếu Chuột mặc dù được mở rộng
nhưng cự ly đã xa hơn khá nhiều so với khung thành của Đức Dương. Tình huống đá phạt, có lẽ đây cũng sẽ là pha đá phạt cuối cùng của trận đấu này, xin lỗi, của hiệp đấu này. Nhưng vẫn sẽ có một quả phạt góc khác. Ở hiệp đấu thứ hai, hai đội đổi sân và các cầu thủ Gia Việt là đội cầm quyền giao bóng. Như vậy hiệp 2 của trận đấu đã được bắt đầu. Trong hiệp 1 thì DTS đã có được một tỷ số có lợi trước Gia Việt với hai bàn thắng đến từ rất sớm được ghi vào công của Hiếu Ino cùng với Đức Bỉ. 3 phút là khoảng thời gian mà DTS có được hai bàn thắng liên tiếp trong hiệp đấu đầu tiên. Thì Ngọc Doraemon bên phía Gia Việt đã được tung vào sân và cầu thủ được cho ra nghỉ. Đó là Kiên Cuộc Càng nguy hiểm. Ngay khi vừa nhắc về Ngọc Doraemon, Đỗ Danh Ngọc thì số 8 bên phía Gia Việt đã có cú dứt điểm cực kỳ nguy hiểm về phía khung thành của Huấn Phúc Sản. Pha chuyền bóng vượt tuyến tới từ vị trí của Công Huấn. Và thiếu chút nữa thôi thì Gia Việt đã có bàn quân bình tỷ số. Tình huống dứt điểm rất nhạy cảm của Danh Ngọc. Trong hai trận đấu gần đây, Đức Bi đang có một phong độ rất cao. Ở vòng đấu trước thì anh cũng đã có cú đúp vào lưới của Nguyễn Trãi. Và ở vòng đấu này thì anh tiếp tục lập công. Đức Chris không được, nguy hiểm. Tình huống quan sát và tỉa bóng về phía cột 2 của Đức Chris dành cho Huỳnh Báo Đen. Danh Ngọc là người đã che chắn kịp thời. Và sai lầm của Cường Trẻ, cơ hội Ngọc Velati không vào. Tiếp tục là dứt điểm và 2-0. Khánh Trêm vẫn là người ghi bàn dành cho Gia Việt. 3 tình huống dứt điểm và một bàn ăn mừng cảm xúc giữa Khánh Trêm cùng với bàn đùm. Cú dứt điểm đầu tiên của Ngọc Velati đã không thể chiến thắng được Huấn Phúc Sản. Nhưng sau đó thì pha quan sát bình tĩnh của Công Huấn đã đặt Khánh Trêm vào tư thế không thể không ghi bàn. 2-0 dành cho Gia Việt đã tạo điều kiện cho các cầu thủ Gia Việt có được bàn quân bình tỷ số 2-0. Nhưng đây sẽ là cơ hội dành cho DTS dứt điểm. Pha là pha trực diện và cũng sẽ là cơ hội để DTS có thể nghĩ về bàn thắng. Cú dứt điểm, pha sút bóng khá tốt của Hiếu Ino. Thực sự thì sức mạnh của Công Huấn vẫn là rất rõ ràng. Nguy hiểm, không vào. Quá khó tin trong tình huống vừa rồi, nhưng vẫn sẽ là cơ hội dành cho DTS. Hiếu Ino không được. Không hiểu tại sao trong pha bóng vừa rồi Huỳnh Béo Đen lại bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn tới như vậy. Hiếu Ino đã làm tất cả. Chỉ là một dấu hỏi đặt ra, tại sao Huỳnh Béo Đen không có bàn thắng ở trong tình huống này. Quá khó tin cho pha dứt điểm của số 21 bên phía DTS. Pha cài hay của Ngọc Velati không được. Tình huống dứt điểm cận chân của Khánh Trêm đã không thành công. Khi anh đã bỏ lỡ một cơ hội 10-10. Cú dứt điểm tiếp theo của Hiếu Ino trong trận đấu. Ngọc Doraemon. Cơ hội. Ngọc Velati không vào, vẫn không vào. Pha bỏ lỡ ngon ăn thứ 3 của Ngọc Velati trong trận đấu ngày hôm nay. Thực sự thì đôi chân của số 10 bên phía Gia Việt ngày hôm nay đang rất nặng. Không chế bóng ngọt ngào, có cơ hội, có thời gian, có không gian để đưa ra một pha dứt điểm tốt hơn như vừa rồi. Nhưng pha trả ngược của Khánh Trêm là không thể tới được vị trí của Hùng Mạnh. Vẫn đang là cầu thủ Gia Việt nguy hiểm. Chớp. Bóng vẫn còn, Quý Chớp dứt điểm, không vào. Pha dứt điểm bằng chân trái của Quý Chớp. Và cái chân của Đức Dương đã cứu thua cho Gia Việt trong tình huống vừa rồi. Một pha tấn công trung lộ hay của DTS với sự phối hợp giữa Quý Chớp cùng với Đức Chris. Phản công dành cho Gia Việt. Khánh Trêm. Pha xử lý không thể vượt qua được cầu thủ của DTS. Và đó cũng là pha bóng đáng chú ý cuối cùng của trận đấu giữa DTS cùng với Gia Việt. Hai đội kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 2-0. Thế trận mà hai đội bóng đã thể hiện trong màn đối đầu diễn ra tại vòng đấu thứ 4. Một trận đấu sôi động đã được Gia Việt cùng với DTS tạo nên trong buổi chiều ngày hôm nay trên sân bóng Hoàng Mai.